Xin chào anh em nhé, nay giới thiệu cho anh em một vài cái đồ chơi kèm theo audio và laptop. Thì laptop thì em là làm hàng đấu của Nhật nhá, không làm hàng ở mình, là gọi là mình hiểu nôm na là máy nội địa đấy. Thì là những cái dòng này nó là dòng ultra, tức là cái dòng mỏng nhẹ và gọi là business doanh nhân đấy. Thì đây là một con Vaio i5 Gen 8, RAM 8GB, ổ SSD 256, bàn phím LED, màn hình Full HD, FHD đấy. Đấy, mà cực kỳ đẹp, không bị vết huyết gì cả. Nói chung là màn còn rất trong và đẹp. Máy thì em đã cài lại Win quốc tế rồi. Cho anh em dễ sử dụng, và anh em nào ai cần thì em sẽ dán cái bàn phím quốc tế lên cho anh em nhé, thì cho nó dễ sử dụng. Còn lại không thích để gì thì để như này, nếu mà để không thì để như này. Đây là con Vaio, mã của nó là cái gì đấy, C11N, màn thì màn 14, không phải màn 13.3, con này màn 14 nhá, màn 14 khá là đẹp. Tất cả mọi chức năng sử dụng hoàn hảo, pin trên 3 giờ đây, 3 giờ 27 phút, nếu mà bây giờ đang là 92%. Tất cả máy này và riêng laptop thì em bảo hành 3 tháng nhé, cho anh em sử dụng cho thoải mái, bởi vì em làm cái này là đúng nghề nên là mọi người an tâm. Con này thì đã có đầy đủ các cái cổng kết nối như là Type-C hay là HDMI hay là cạc mạng, VGA nó vẫn còn, đọc thẻ nhớ. Máy thì còn khá là đẹp. Đây là phần nhôm phay của máy này, là cái đế. Đây là cổng sạc này. Cổng sạc này cũng sạc luôn được cả cổng này hoặc cổng Type-C nhá. Tai nghe hai cổng USB. Đây. Thực ra laptop thì gọi là vui vẻ thôi, chứ cái này thì nó đúng. Đây Type-C đây. Thực ra nó cũng đúng thế này, máy còn rất đẹp. Con này em bán là 4 triệu nhá. Bảo hành 3 tháng. Có máy với lại là sạc, không có gì cả. Vaio đời cao hơn em cũng có nhé, anh em cần thì cứ inbox cho em. Tiếp theo thì em lên một cái này anh em rất hay hỏi rất nhiều lần, thì bây giờ mới đấu được một vài cái thì cho anh em gửi anh em xem này. Cái này là cái lau đĩa. Đấy, nó sử dụng một cách rất đơn giản thôi. Bật cái lên này. Cho cái đĩa vào. Cho cái cháu đây này. Sau đó mình sẽ xịt cái dung dịch lên đây. Thì cái này về không dung dịch thì em sẽ hỗ trợ cái bình xịt dung dịch nhá. Ai mua này em sẽ hỗ trợ luôn. Thì xong rồi đậy nắp nó vào như này, đậy vào xong rồi mình sẽ lấy cái tay như này, mình xoay đấy, thế là đĩa nó tự sẽ sạch đấy. Con này thì em bán 700k nhá, sẽ kèm dung dịch cho mọi người 700k. Hãng cái này của hãng Audio Technical, đây là CD Cleaner này đấy. Cái này rất hay, giống như cái bộ tích trước em bán ấy. Tiếp theo nữa thì cũng là con CD tích, thì con này nó vẫn còn dung dịch ở đây. Đấy, thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng không có gì cả, cho vào thì để lau thôi. Thì bộ này bán 800k nhá. Em có cả cái lau mắt đĩa nữa. Lau mắt của đầu đĩa ấy, thì ai lấy một bộ là 1 triệu nhá. Là cái đấy 200, cái này 800 là 1 triệu. Là kèm thêm một cái mắt và cái dung dịch để lau mắt đĩa, còn cái này dung dịch để lau đĩa. Đấy, nó rõ ràng như thế. Còn đây là một cái băng lau đầu từ của Maxell, băng lau đầu từ cassette nhé, của Maxell, còn nguyên hộp. Đây, cái này thì nó là tem nhôm nhá. Đây, tem nhôm, khá là đẹp. Mọi người rổ dung dịch vào đây nhá, hai bên lỗ dung dịch đây. Đây, hai lỗ dung dịch đây. Băng thì nó cá đây, như này. Đấy. Đấy. Bộ này em bán là 300 nhé, 350k chuyển khoản bao ship. Rồi 300 cho nó tròn tiền, 300.
Tiếp theo thì một cuốn lau đầu từ. Cuốn này thì em sẽ hỗ trợ dung dịch nhé, 300k và đổ dung dịch vào đây. Cuốn này có một cái hay, đó là cái cuốn này là hai cái này là phản quang. Nên mọi người cái buổi ban đêm ấy nó có dạ quang ấy, tắt đi là nó phản quang lên khá là đẹp. Tiếp theo thì là tám cuốn Sony UX. Tám cuốn Sony UX thì nó sẽ bao gồm là ba cuốn 60 và 5 cuốn 46. Thì cuốn 46 thì rưu to. Đấy. Có 8 cuốn đây, 8 cuốn tất cả. Đấy, đấy. 500k nhá. Tổng 8 cuốn 500k. Băng thì đẹp như mới, em vừa đấu về xong. Đây. Còn nguyên cả tang lẫn hộp, vỏ hộp. Rìu rất to, rất đẹp, đúng cối của Sony luôn. Đây, băng sợi băng bóng. Băng Sony UX này thu rất tốt nhá, tiếng rất cực kỳ tốt luôn. Con cái này lẫy liếc của nó còn nhá. Này, lẫy liếc của nó còn này. Đây, rất còn đẹp luôn. Chuyển khoản đủ bao ship nhá. Xem còn gì nữa. Còn mấy cuốn băng siêu. Dành cho anh em ai thích sưu tầm, 170.000 một cuốn. Băng này băng màu nhá. Cả một bộ của nó nếu mà đủ lên thì rất đẹp. Nếu ai lấy hết 5 cuốn thì 150.000, lấy lẻ 170.000. Ôi, đã phí đã. Mấy hôm nay nhiều quá, chưa cũng trả soạn được. Nhiều việc em ở cơ quan còn quá nhiều việc linh tinh luôn. Rồi, ok, thank you anh em.